Theo Viện nghiên cứu chiến tranh ISW, lực lượng nga đã mở đồng thời ít nhất ba chiến dịch tấn công ở cấp độ chiến thuật và trong số đó tâm chấn được đặt tại ra. Các nhóm chuyên gia của ISW cho rằng nga đang thực hiện các hoạt động này để ưu tiên đạt được lợi ích chiến thuật trong khu vực đã chọn. Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với sự khó khăn ngày càng tăng khi không chỉ thiếu hụt đạn pháo mà còn bị suy yếu trong khả năng phòng không, hai yếu tố quan trọng trong hệ thống phòng thủ của họ. Trong khi đó, Quân đội Nga đang tận dụng tình hình này và các điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng cường nỗ lực chiếm giữ cha sốc già. Các chiến dịch tấn công này không chỉ nhằm mục tiêu chiếm giữ cha sốc già mà còn mở ra triển vọng cho các hoạt động tấn công tiếp theo của Nga nhằm vào các thành phố khác tạo thành một vòng phòng thủ quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk. ISVK cũng lưu ý rằng, dù quân đội Nga không thể nhanh chóng chiếm được cha sốc già, nhưng họ có thể cố gắng tận dụng các hoạt động của mình trong thời gian ngắn để tạo ra ảnh hưởng chiến lược lớn hơn việc mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho ukraine sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những đe dọa này báo cáo của isvk cũng nhấn mạnh rằng việc thiếu hụt đáng kể đạn pháo và khả năng phòng không của ukraine là một yếu điểm lớn cho phép quân đội nga tận dụng các lợi thế chiến thuật của mình và có thể đạt được những bước tiến quan trọng trong các hoạt động tấn công